Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa chấp thuận đề xuất của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng về phương án vận hành đối với các tuyến buýt trợ giá trong thời gian diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ ngày 16 tháng 3, xe buýt trợ giá của Hà Nội giảm 15% tần suất vận hành do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trước đó, ngày 8 tháng 2, Hà Nội đã cho phép xe buýt được hoạt động trở lại 100% công suất theo các chỉ tiêu đấu thầu đặt hàng đã được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phê duyệt.